bị xâm hại đến mức báo động như thời gian gần đây, thì sẽ đẻ thì sợ trao nhầm con. Khi con đưa đi bệnh viện á, thì sợ tiêm nhầm thuốc tử vong. Cho con đi học á, thì sợ bị bạo hành xâm hại. Gần đây nhất là vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Xanh, quận 12. Kính đề nghị các cơ quan phải có biện pháp mạnh hơn nữa. Trong mấy ngày gần đây thì thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta cũng thấy là nó xảy ra một loạt những vụ bạo hành, xâm hại, thậm chí là sát hại trẻ em, mà rất đau lòng, rất là bức xúc. Không biết là có còn người, con người hay không nữa mà tại sao lại ứng xử với trẻ con như thế. Và trước mắt ấy, là phải tập trung điều tra và xử lý một cách nghiêm minh, đủ mức răn đe những cái đối tượng mà có những hành vi bạo hành, xâm hại đến trẻ em. Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em là vấn đề là chiến lược, vấn đề thường xuyên chúng ta phải làm. Các cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án để đưa ra truy tố xét xử những người mà có hành vi bạo hành với trẻ em rồi. Nhưng mà theo tôi, chúng ta còn phải làm tiếp nữa, làm mạnh mẽ hơn nữa. Bây giờ anh có công nghiệp hóa, có hiện đại hóa được không? Có chủ động tích cực hội nhập quốc tế được không? Thì cũng là phải trông cậy vào tương lai của đất nước, đó là thanh niên, thiếu niên, trẻ em, mầm non của dân tộc. Mà chúng ta không chăm sóc, không bảo vệ một cách tốt thì cái nguồn nhân lực để chúng ta thực hiện những cái mục tiêu trong tương lai là làm sao có thể đạt được.